Thưa quý vị, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Bắc Ninh ngày 22 tháng 12 thông tin, trong 2 ngày 16 tháng 12 và 19 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở tỉnh ủy Bắc Ninh, Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp xem xét thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng và cá nhân vi phạm. Tại các phiên họp, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến một số vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy đối với sai phạm tại một số dự án dân cư dịch vụ trên địa bàn phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn. Ông Nguyễn Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khi giữ chức trưởng phòng Tài nguyên Môi trường từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 4 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 7 năm 2016, Phó Bí thư Thị ủy Từ Sơn từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 8 năm 2019, chịu trách nhiệm trong việc ký các văn bản giao đất, trả tiền bồi thường không đúng quy định, không kịp thời nắm bắt tình hình, không báo cáo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát, ký các văn bản liên quan đến 79 lô đất tại dự án dân cư dịch vụ Đồng Sen, phường Đồng Nguyên không đúng quy định. Ông Nguyễn Xuân Thanh đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Văn Hải, nguyên tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Tài chính, đã có vi phạm thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong việc xác định giá khởi điểm đối với 79 lô đất tại dự án dân cư dịch vụ Đồng Sen, phường Đồng Nguyên. Ông Nguyễn Văn Hải đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Vi phạm của các cá nhân Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát thiệt hại lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hải và ông Nguyễn Xuân Thanh. Ông Trần Quang Huy, nguyên tỉnh ủy viên, bí thư Thị ủy Từ Sơn, nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Từ Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án dân cư dịch vụ trên địa bàn phường Đồng Nguyên để xảy ra tình trạng cấp dưới vi phạm nhưng chưa có biện pháp xử lý, ngăn chặn, dẫn đến nhiều tổ chức, cá nhân phải xử lý cả về đảng, chính quyền và xử lý hình sự. Các vi phạm khuyết điểm của ông Trần Quang Huy ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Huy đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Quang Huy. Đối với sai phạm tại Sở Y tế, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Tô Thị Mai Hoa, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của đảng ủy, Sở Y tế, nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Y tế, CDC tỉnh và các đơn vị trực thuộc vi phạm khuyết điểm trong việc ký các quyết định phê duyệt dự toán, mua sắm trang thiết bị, vật tư, không chỉ đạo CDC tỉnh báo cáo và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, không lãnh đạo kiểm tra, giám sát các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Các vi phạm khuyết điểm của bà Tô Thị Mai Hoa ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân bà Hoa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kỷ luật khiển trách đối với bà Tô Thị Mai Hoa, báo cáo và xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các tổ chức và cá nhân liên quan đến sai phạm tại thành phố Từ Sơn và Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy nhận thấy, đối với sai phạm tại một số dự án dân cư dịch vụ trên địa bàn phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, đối với tập thể, Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010-2015 thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu ban hành và chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, không chỉ đạo đôn đốc Ủy ban Nhân dân thị xã báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các dự án dân cư dịch vụ, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để Ủy ban Nhân dân thị xã, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Nguyên vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, một số cá nhân là lãnh đạo thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.
xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả nguyên nhân vi phạm, tình tiết giảm nhẹ, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa khắc phục khuyết điểm vi phạm, hậu quả gây ra. Căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật, khiển trách đối với Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn, nhiệm kỳ 2010-2015, nhưng không ban hành quyết định kỷ luật do đã hết thời hiệu kỷ luật theo quy định. Đối với các cá nhân, ông Nguyễn Văn Quỹ, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nguyên Phó Bí thư Thị ủy Từ Sơn, nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để xảy ra sai phạm tại 3 dự án đất dân cư dịch vụ phường Đồng Nguyên, đặc biệt là tổ chức bán đấu giá 79 lô đất dân cư dịch vụ Đồng Sen, thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ông Nguyễn Văn Quỹ đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các cá nhân Mầu Quang Thắng, đảng viên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thế Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Thị ủy viên, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Từ Sơn thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong việc xác định giá khởi điểm đối với 79 lô đất tại dự án dân cư dịch vụ Đồng Sen, thị xã Từ Sơn. Các cá nhân Mầu Quang Thắng, Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Thế Tuấn đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Nguyễn Ngọc Sơn đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Vi phạm của các cá nhân nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát thiệt hại lớn tiền tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng đối với các cá nhân Nguyễn Văn Quỹ, Mầu Quang Thắng, Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Thế Tuấn, Nguyễn Ngọc Sơn. Đối với sai phạm xảy ra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, ông Phạm Đức Cường, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, vi phạm quy chế dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh, đã lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, có hành vi làm trái tính chất công vụ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trong việc mua sắm hàng hóa. Ông Phạm Hồng Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không chỉ đạo kiểm tra, giám sát để cấp dưới vi phạm trong mua sắm, thanh toán hàng hóa, thực hiện trái nguyên tắc chế độ, quy định về quản lý sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng và nhà nước. Vi phạm của các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Bản thân các cá nhân nêu trên đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các cá nhân Phạm Đức Cường, Phạm Hồng Ánh.